Đây là 5 cách giúp bạn kiếm tiền ngay trên CapCut, ngay trên chiếc điện thoại của bạn. Chắc hẳn bạn cũng không xa lạ gì với phần mềm CapCut phải không bạn? Vậy thì làm thế nào để có thể kiếm tiền từ CapCut, kiếm tiền online ngay tại nhà chỉ với chiếc điện thoại của mình? Đầu tiên, cái cách mà mọi người hay nghĩ là dùng cái mẫu của CapCut, mình tạo ra những cái mẫu để có thể người khác dùng vào thì nhiều người dùng sẽ được nhiều tiền. Mình có nằm vùng trong một số group CapCut thì thấy rất là nhiều bạn chuyển đổi ra tiền được rồi á. Thì đây là một cách bạn thể học cách tạo những cái mẫu CapCut để có thể kiếm được tiền nhé. Cái cách số 2, khi bạn đã có cái kỹ năng edit video, bạn hoàn toàn có thể nhận job về, bạn edit video cho người khác giống như kiểu freelancer á. Và tôi có thể đảm bảo khi cái chất lượng quay đủ tốt thì cái việc edit trên CapCut điện thoại hoàn toàn không ảnh hưởng gì cả. Và bạn hoàn toàn có thể cho ra những cái kết quả tuyệt vời khi chúng ta edit bằng CapCut. Một cái video bằng edit chỉn chu, bạn có thể lấy 200, 300 hay thậm chí 500 nghìn một cái video. Một cái video hay bạn nhận job về hoàn toàn có thể nhận được vài trăm nghìn trên một cái video. 300, 500 nghìn hoàn toàn có thể nhận được khi bạn đáp ứng đủ cái nhu cầu của người khác. Hoặc đơn giản mình ít nhất bèo bọt khoảng tầm 200, 300 nghìn một cái clip là cực kỳ khả thi nha. Và mình thấy cái nhu cầu xây dựng thương hiệu cá nhân, cái nhu cầu phát triển cái kênh TikTok hay là những cái nền tảng video ngắn nó cực kỳ nổi hiện tại. Rất rất nhiều người có nhu cầu trong cái lĩnh vực này. Vì vậy, kỹ năng bạn làm video trên điện thoại của mình, kỹ năng bạn làm video CapCut hoàn toàn có thể kiếm được tiền từ nó. Hay lên cái hội nhóm trên Facebook, bạn có thể nhận job hay là kết nối với những người có nhu cầu về cái lĩnh vực làm video này. Hoặc nếu bạn có thế mạnh về tiếng Anh, bạn có thể hoàn toàn lên Upwork hay là Fiverr để có thể tìm kiếm những công việc bên nước ngoài, kiếm hàng chục đô một giờ, hoàn toàn khả thi nha, rất nhiều người có nhu cầu. Trong năm 2022, cái nhu cầu tuyển dụng editor, cái nhu cầu tuyển dụng người làm video marketing nó tăng gấp 30% so với thời điểm trước. Vì vậy đây là một cơ hội cực kỳ lớn cho những bạn nào muốn kiếm tiền ở lĩnh vực này. Cái cách số 3, bạn hoàn toàn có thể tự làm video cho bản thân mình. Bạn có thể làm review sản phẩm, làm affiliate. Nhớ cái từ khóa là affiliate là tiếp thị liên kết. Tức là bạn làm một cái video gắn link sản phẩm của họ, người khác mua hàng từ sản phẩm của bạn thì bạn sẽ có hoa hồng, có tiền trên mỗi sản phẩm. Vì vậy cái kỹ năng bạn làm video edit cái trên CapCut thôi hoàn toàn có thể kiếm ra tiền. Và bạn thấy rất là nhiều người kiếm hàng chục triệu đồng trên một cái clip nó lên xu hướng á, thì rất nhiều người kiếm tiền từ cách affiliate và cái video của họ được edit ngay trên điện thoại của họ ngay bằng CapCut thôi, và họ có thể kiếm rất là nhiều tiền rồi. Khi bạn đã có kỹ năng edit video và chỉ đơn giản bằng CapCut thôi, và bạn là học sinh sinh viên hoàn toàn có thể xin vào những cái công ty, những cái doanh nghiệp để mình làm việc với mức lương khởi điểm có thể khoảng từ 5 đến 8 triệu đồng, thì mình tin chắc chắn là sau một khoảng thời gian cái mức lương của bạn có thể tăng trên 10 triệu đồng nếu bạn có đủ cái kỹ năng trong cái yêu cầu công việc của họ. Và khi bạn đã làm chủ cái kỹ năng edit trên điện thoại rồi thì với trên máy tính nó sẽ cực kỳ đơn giản. Kể cả bạn dùng điện thoại đi nhưng bạn vẫn đáp ứng đủ nhu cầu công việc của họ thì mình tin chắc chắn rằng bạn sẽ vẫn nhận được số tiền tương ứng với năng lực của bạn. Và số 5, phù hợp cho những anh chị em nào đang có sản phẩm của mình hay là muốn xây dựng thương hiệu cá nhân, thì mình có thể tự quay và làm những cái video để có thể lan tỏa giá trị của mình, lan tỏa những cái câu chuyện của mình, thì ngay lập tức bạn sẽ tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn, hay là bạn sẽ nhận được booking từ những cái doanh nghiệp khác, từ những nhãn hàng khác, thì bạn có thể kiếm tiền từ những nguồn thu nhập này. Thì mỗi lần nhãn hàng booking bạn có thể là từ 2 đến 5 triệu, thậm chí là 10 triệu nếu kênh bạn là một kênh lớn. Thì bắt đầu từ cái việc mình edit video bằng CapCut thôi, nó đã giúp bạn kiếm được rất là nhiều nguồn thu nhập rồi. Nhớ là gì, nó phải kết hợp với những cái kỹ năng khác, và bạn phải bỏ công sức để phát triển học hỏi cái kỹ năng này, chứ không thể ngày 1 ngày 2 được. Phía dưới là khóa học edit video bằng CapCut của mình. Nếu cái video này bạn cảm thấy hay, nhớ cho mình xin một subscribe và một like nhé. Cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Yeah! Và nếu bạn chưa có kỹ năng edit video, chưa biết làm video như thế nào thì phía dưới là link khóa học, và mình có rất nhiều tài liệu tặng các bạn ở link phía dưới nhé. Nhớ bấm vào đường link và nhận ngay tài liệu miễn phí, hay là đăng ký khóa học để không bỏ lỡ thời gian và cơ hội. Thì khóa học của mình giúp bạn có một công thức, cái kỹ năng để mình làm một cái video chỉn chu, để bạn có thể có một cái lộ trình, một cái tầm nhìn tổng quan về việc edit video. Chúc bạn thành công.